Ok, Vương chào mọi người, chào các bạn. Bữa nay là ngày shopping Black Friday mấy bạn. Black Friday thì tụi mình không có đi để chen chân, nhưng mà là đây là một cái ngày truyền thống của nước Mỹ. Là cứ vào mỗi ngày cuối năm là đồ nó sale rất là nhiều, cho nên là tụi mình phải đi để mua đồ sale. Vương thì rất là cần cái đôi giày. Đã cần cái đôi giày đây nè. Không hết giày, giờ phải mang giày của bà ngoại của Vương ở Việt Nam á. Cho nên là bây giờ là phải đi tìm mua đôi giày mới. Mo này mo gì đây? Đây là cái mo. Mo này là cái mo outlet. Đã có nghĩa là ở Mỹ này có rất là nhiều cái thể loại mo. Nhưng mà cái thể loại mo này là nó sale đồ nhiều nhất. Cái mo này là outlet, là nghĩa là mấy cái hãng mà nó sản xuất ra, nhiều hãng nó sản xuất ra nó bán đồ á, là nó sẽ bán vô cái mo này gọi là đồ outlet. Vương hả không biết sao nhưng mà Vương thấy đồ ở trong đây thì nó còn đẹp còn hơn đồ ở trong mo mắc tiền nữa. Nhưng mà bạn đồ ở trên Vương cũng rất là được, giảm giá rất nhiều. Bữa nay là gia đình Vương có mẹ rồi, có vợ với mẹ với có người bạn đi mua đồ. Đây. Hay giờ. Đây bạn thấy không? Đây là không khí ở Mỹ đây. Hả? Cái mo này người ta gọi là mo outdoor outlet. Đây tôi dẫn đây. Đây nè. Rồi người ta gọi là tại vì là có nhiều cái mo nó ở trong cửa hàng. Nó ở trong nhưng mà cái mo này là nó ở phía ngoài. Đó, đây là nó ở phía ngoài như thế này. Đó người ta đi bộ vòng và đi shopping. Đó mấy cái mo này thì trời mưa thì đi hơi bất tiện chút xíu, nhưng mà còn trời mà mát mát như bữa nay là trời rất là đẹp, đi tiện lại. Ồ trời, có đồ chơi quá trời luôn kìa. Đây là có cửa hàng đồ chơi đồ này nọ nữa. Đây là, đây là mô hình mo ở Mỹ đây. Thích nhất là cái không khí Christmas giống như vậy. Đi là nghĩa trời mát 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 mát, vui vẻ. Người ta đi vòng shopping, đi mo vòng quá trời người. Đây là một trong những cửa hàng mà rất là thích của mấy chị em. Mấy mẹ của mình cũng rất là thích chỗ này. Michael Kors. Đi vào đây là mua đồ là sale quá trời sale luôn. Bảy 70% ớt kìa. Đó. Đẹp không? Màu hồng hồng à. Giảm giá 70%. Mấy cái túi này bình thường á là bình thường mấy cái túi này giống giống vậy nè là khoảng chừng 300-400 đô, mà bữa nay là nó sale xuống còn có trăm mấy, mà mua nhiều đó hồi còn được giảm giá nữa. Đó, bữa nay là được 70% off. Đó, bởi vậy nói sao mấy chị em cứ mỗi một ngày lễ là đua nhau vô đây để mua mấy cái túi này. Đây nè. Để coi giá hay coi. Đây là giá ngày thường của một cái túi giống như vậy các bạn. 600 đô, 670 mấy đô. Quá đáng không ta? Thì mấy chị em là rất là thích chỗ này. Hồi xưa là Vương là mối của mấy chỗ này luôn á. Chuyên môn mua đồ ở đây nhập về Việt Nam để bán này. Bán này với đồ mỹ phẩm. Là hồi xưa là Vương là chuyên môn luôn vô mấy cái chỗ outlet như thế này để mà mua đồ. Không phải outlet nữa mà là đẹp không? Có lý á chứ. Cái này có lựa được cái gì chưa? Ờ đẹp á chứ, mày mua cái đó đi. Bữa nay hả? Bữa nay giảm 40%. Mắt kiến giảm 40%. Xịn lắm. Xịn lắm. Ồ cái này nhẹ chứ. Chắc tôi mua cái này quá. Đẹp rồi nè. Vẫn đẹp hả? Hồi xưa lúc mà Vương còn đi học, lúc Vương còn là sinh viên đó mấy bạn. Lúc còn là học sinh, Vương hay vô mấy cái chỗ này mua dầu thơm, với lại mua đồ. Canh mấy ngày họ sale với lại deal trực tiếp với lại mấy người manager trong này. Đó, mấy người manager là mấy người làm ở đây nè, deal trực tiếp với họ luôn là mua đồ để được giảm giá thêm nữa. Rồi xong rồi cái Vương nhập về Việt Nam, Vương
đáng. Đây là hồi xưa nha, mấy cái túi này hồi xưa nhập về Việt Nam bán. Mấy cái này có 139 đô. Đã. Cái nào đẹp? Cái nào? Mua hai cái luôn đi. Cái nào đẹp hơn? Cái này lợi. Cái này nhìn già hơn không? Cái đó là... tùy thôi, mình thích nào. Mình thích cái nào? Đeo thích cái nào hơn? Trời, bạn thấy đông ghê không? Vui ha. Có cái bóp chúng tôi nữa kìa. Cái bóp của cái này ha. Nè, ý chung nè. Đã 100 đô hả? Nói chung là trong mấy chỗ này à... Ủa Hany, dép này đẹp đấy Hany. Muốn mua cái này không? Tôi thấy này đẹp á. Thì bữa nay là rẻ nhất rồi đó. Trong là bữa nay là bán rất là rẻ. Nhìn lại mấy chỗ này nhớ lại thời còn đi học quá. Vô đây mua đồ đem về Việt Nam bán. Mua bình thường là mua giá gốc ở đây là đem về Việt Nam bán là cũng đã lời rồi. Ờ, hầm đẹp. Ồ nhưng mà nó nhẹ, được á. Cái này mang thấy coi, tôi thấy nó hơi bự quá. Nhưng mà cái này mang thấy coi. Đẹp chứ. Nói chung đồ ở trong này mấy bạn là giá mà hiện tại mà nó sale là đem về Việt Nam bán đã lời rồi đó. Nhưng mà còn nếu như mà đồ này mà còn deal được với lại mấy người manager nữa là giá còn giảm dữ nữa. Thường thường là deal được với lại mấy người manager là giảm thêm khoảng 20-30% nữa theo trên cái giá mình mua nữa. Còn cái mặt hàng nào mà họ mà bị overstock họ bán không hết á là họ giảm còn giữ bảo hành nữa. Đó. Nhớ hồi xưa là Vương hay mua mấy cái này về. Mấy cái giỏ sách là dễ thương này. Giờ mới có nên quay lại nghề cũ làm thêm không ta? Kiếm thêm tiền. Mấy chị em thấy túi Michael Kors đây là thích lắm. Đây, bóp nhỏ nhỏ đây 79 đô một cái. 79 đô là giá sale rồi đó nha. Đây, còn giá mà chưa sale chắc cái bóp này chắc cũng phải 100 mấy quá. Thì coi thử coi. Mời cái khổ ra được cái giá. Giá chưa sale là 400 đô. 398 đô. Còn giá sale rồi là 79 đô. Mà mẫu mã đẹp. Đây, 99 đô mấy cái bóp này. Thời của Vương nó cũng có hàng nhưng mà nó đâu có đẹp được như vậy đâu. Nón này nhiều tiền đây. Nón Michael Kors nữa ha. 68 đô cái nón. Bóp này là như cái bóp này các bạn thấy không? 558 đô nè là chưa thuế nè. Đó, 558 đô là chưa thuế. Mà giờ bán 139 đô. Ồ nhưng mà còn được bớt thêm 20% nữa đó. Là 139 đô còn được bớt thêm 20% nữa. Mấy cái bóp này mà vô cửa hàng chính gốc của Michael Kors mà không phải là cửa hàng outlet là bán mắc lắm. Mẹ mua đi mẹ, mua về làm quà đi. Cái bóp này á, trong kia là bán 3-4-5-600 đô không á. Ở đây bán rẻ. Mà đẹp hơn á, cũng chất liệu cũng vậy à. Mua nhiều nhiều đi lá hồi nữa con xin, con có quen người manager ở đây nè, không biết cổ còn làm không. Ở mà cổ còn làm lá hồi xin bớt thêm nữa. Ok, trời mấy chị em vậy. Mời shopping không ai quay hết. Đây bạn bóp này 179 đô. Cái nhỏ với cái bóp nó cũng bằng giá nhau ha. À. Wow, bóp biết đồ đây còn bán đồng hồ hiệu đồ nữa. Thank you very much. Đồng hồ hiệu đồ đấy nè. Kim cương đồ lấp lánh, không biết phải kim cương thiệt không nè. Năm mươi chín đô. Giống mấy bà sẩm đi chợ quá hả này ơi. À này mua chợ đi Whole Food được á. Thôi vừa phải rồi. À, đi chợ. Kẹp thích cái nào?
Thôi đừng có phá nè. Mềm không? Cũng đẹp quá chứ. 268 đô mà sale còn 99 đô thôi. 99 là bán ngoài à. À. Ở trong là mình cũng không biết mua cho các bạn ơi. Chán lắm á. Đồ đàn ông thì nó sale ít hơn 60% ớt thôi. Mấy cái túi này chắc cũng mấy trăm đô quá. Hoặc cũng 600 đô. 600 đô mà 60% 300 mấy. Ok, thôi Vương đi vòng vòng shop bên đây. Từ từ mốt hồi nữa Vương kể cho các bạn nghe cho hồi xưa sinh viên Vương kiếm tiền như thế nào nha. Chia sẻ kinh nghiệm. Ok. Bây giờ là sau khi một hồi miệt mài shopping là ai cũng có quà hết trơn rồi. Vương là cái gì cũng có, chỉ chưa có đôi giày thôi. Bây giờ là mua được 4 đôi giày. Còn có con này là nó đòi mua đồ chơi hoài. Ok, vô mua đi. Vô mua đi, đã đi ngoài trời. Ok, giờ mới ngồi yên rồi, không có mấy đứa con nít kể là chuyện ngày xưa cho mấy bạn nghe. Đó là mấy bạn biết là cái mùa Christmas này á, là cái mùa mà mua sắm ở nước Mỹ, mùa holiday nè, là nghĩa là những ngày cuối năm á, là người Mỹ người ta mua đồ rất là nhiều. Hồi xưa mình nhớ là cách đây mười mấy năm về trước, mười ba mười bốn năm về trước á, lúc mấy cái tháng này là mấy cái tháng mà Vương bán đồ online á, bán mấy cái mỹ phẩm với lại bán những cái game cũ rồi nọ, thì mấy tháng này đây là bán là cái thu nhập bình thường á, là được cỡ bán một đi, thì những ngày hôm nay là bán tới 4 tới 5 luôn, là bình thường là bán được khoảng chừng 20 món một ngày, thì mấy ngày nay là bán được cả 100 món mỗi ngày luôn. Rồi xong mà tới những cái mùa Christmas như thế này á, là những cái cửa hàng như thế này người ta bán hàng rất là nhiều. Và người ta cũng qua một cái mùa mới, là người ta cũng sẽ đổi bỏ hết là những cái hàng cũ ra để người ta nhập hàng mới về. Thì hồi trước Vương nhớ là khi mà Vương bán mỹ phẩm á, là sau những cái dịp lễ Tết giống như thế này nè, là Vương gom những cái như dầu thơm rồi mỹ phẩm đâu này nọ để nhập về Việt Nam bán. Thì sau những cái mùa lễ như thế này á, là những cái cửa hàng là giống như là thời trang nó mau qua trend lắm. Giống như là mấy cái mặt hàng mỹ phẩm đồ này nọ đó, là khi mà nó qua trend một cái rồi là ở đây là Vương nhập và Vương bán ở Việt Nam. Bán cơ bằng là rất là nhiều luôn. Mà cũng lâu rồi chưa có làm ngành này, không biết bây giờ ngành này giờ nó tiến triển như thế nào. Vương thấy hồi xưa là Vương bán là Vương bỏ sỉ. Cái thời mà Vương bán là cái thời đó Facebook nó còn chưa thịnh hành nữa. Hình như là rất là ít người chơi Facebook luôn. Ở Việt Nam mình lúc đó cũng chưa có vụ live stream bán hàng rồi như bây giờ đâu. Ở Việt Nam mình lúc đó là Vương bán cho mấy cái chị bỏ sỉ á. Là Vương bỏ sỉ cho mấy chị đó. Như mấy cái chai mascara đồ này nọ đó, Vương mua cả chừng 2 đô một cây. Thì vào Việt Nam Vương bán là, Vương nhớ là Vương bán là 150 đến 160 nghìn một cây mascara 2 đô. Thì thời đó cả 2 đô là, đô lúc đó nó chưa tới 20 nghìn một đô nữa mà. Đô lúc đó nó cả tầm mười mấy ngàn, 18, 19 ngàn, 19 ngàn mấy hay gì đó Vương nhớ. Nè cả 40 nghìn tiền vốn nhập vào Việt Nam đóng thuế má đồ này nọ hết. Thì về tới Việt Nam thì thêm khoảng chừng 1 đô nữa đi, là 3 đô một cây. Đó là cả 60 nghìn, bán 160 nghìn. Thì bán một lời chắc cũng một. Đó, mấy cái hàng mỹ phẩm như thế này. Bởi vậy giờ mỗi lần mùa lễ Tết như thế này, giờ Vương nhớ là Vương sao xuyến nhớ là những kỷ niệm ngày xưa lắm. Bây giờ đây thì lâu lắm rồi, Vương không có bán hàng online nữa. Cũng rất là muốn quay lại bán hàng online mấy bạn. Không biết giờ Vương có nên quay lại bán hàng online không ta? Quay lại bán hàng online cho người Mỹ. Tại tụi nó mua được đồ rồi, tụi nó mừng quá trời quá đất. À, nói từ nãy tới giờ. Mua được chưa? Mua được món gì cho nó đi coi coi. Quá đi chị. It's a mystery. Yeah, look. Mystery box. Get a mystery. No, it can't be a rock. It's one of those squishies. À. Đây, thôi giờ là kết thúc mùa lễ shopping rồi, ai cũng có quà hết trơn rồi. Đó, ai cũng xách đầy quà trên tay. Mua đồ sale, đồ giảm giá.
Hồi trước á là Vương bán đồ online, nhưng mà xong đó cái là Vương nghỉ không bán đồ online nữa, Vương qua Vương làm website cho tiệm nail. Xong một cái là từ từ làm cái ngành đó, là hôm nay cũng thoát qua thoát lại, nay cũng gần 10 năm luôn rồi. Làm cái ngày bỏ ngành bán đồ online để qua bán hẳn cho tiệm nail, là làm website, làm marketing, đồ làm phần mềm cho tiệm nail. Giờ này là Vương cũng muốn quay lại bán đồ online rồi mấy bạn. Bán đồ online là bán cho người Mỹ. Với lại bán cho... À giờ Vương có một đống tiệm nail luôn. Có 10 mấy nghìn tiệm nail là khách hàng của Vương á. 14 nghìn tiệm nail. Chắc là Vương cũng có thể bán đồ nail supply, đồ này nọ cho mấy tiệm nail đó luôn. Cô không chừng. Kinh nghiệm nhập đồ Trung Quốc của Vương là đầy mình luôn à. Đã, thôi mai mốt à... Mai mốt là có dịp là... Tại vì Trung Quốc đang bị đóng cửa. Chừng nào mà Trung Quốc nó có mở cửa là Vương sẽ làm nhiều clip để qua thăm những cái hãng xưởng ở bên Trung Quốc. Rất là nhiều những cái hãng xưởng ở bên đó. Đó thì Vương sẽ làm những cái clip chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm mà nhập hàng đồ Trung Quốc rồi này nọ, nhập hàng về để bán được các kiểu. Thôi bây giờ Vương bye bye, chào tạm biệt mọi người nha.